Em xin chào tất cả các anh đã quay trở lại video 361 của kênh em ngày 14 tháng 12 nha. Và buổi sáng hôm nay thì em có về được 3 cây cần tây nha các anh, cần tây lóng ngắn cho các anh vẫy rô giết nha. Có của Nissin và Daiwa. Và máy thì sẽ có những con máy bè nhỏ tay phải nha các anh, chữ tay phải hết. Cho các anh câu bè nha, ngồi thuyền câu và hai con máy fly. Và máy đứng thì size từ 2.000 cho tới 6.000 ạ. Cuối cùng sẽ có một con máy ngang tay phải cho các anh câu sông, câu biển được nha. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn máy là 30.000 và đơn cần là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và cây cần đầu tiên là một cây Nissin nha các anh. Nissin dòng Mossway đây. Chiều dài cần 5m nha. Phô xoắn toàn thân. Cây này xoắn toàn thân đẹp nha các anh. Thu gọn của cần là 58cm ạ. Đi kèm nắp chụp đầy đủ, túi nắp đầy đủ nha các anh. Này, ngọn 0.6 ly và phôi từ lóng thứ hai, phôi xoắn xoắn nổi toàn thân luôn. Này, phôi cây này đẹp nha. Này, nguyên zin ạ, nguyên zin nguyên bản, vẫy rô giết nha các anh. Nước sơn bên trong thì cũng còn khoảng tầm 80-85%. Này, chiều dài 5m nha. Cần có rất là nhiều lóng nha các anh, vì thu gọn của nó chỉ 58cm thôi. Và độ cứng của cái này là độ cứng 2 đến 2.5H ạ. Này, cần ra thẳng nha. Cần ra thẳng, ngọn không bỏng nhưng mà độ cứng nó dịu cho các anh vẫy rô giết nha. 2 đến 2.5H. Và trọng lượng cần là 70g. Cái này gốc là 17 ly nha. Trọng lượng 70g, mã số 1, giá cần là 900.000. Phôi xoắn toàn thân luôn, đặt bên ngoài xoắn nổi gân rất đẹp luôn nha các anh. Xoắn gân. Mã số 1 nha, giá là 900. Cần tay Nissin ạ, lóng ngắn. Thu gọn 58cm tính cả nắp chụp ạ. Này, cực kỳ nhỏ gọn. Và tiếp theo mã số 2 là một cây Daiwa. Này, Daiwa. Cây này thì gốc tay cầm của nó lớn nha các anh. Này. 44m5. Cần Daiwa hàng Korea xuất Nhật, mã có tên vàng đầy đủ. Có nắp chụp nha. Này, nó có bị nứt nhưng mà nó vẫn chụp bình thường. Này, cây này thì có zoom nha các anh. Zoom 4m và 4m5. Ngọn cần ngọn 0.7 ly. Ngọn 0.7 ly. Hôm nay lên cho các anh những cây độ dịu tốt cho các anh vẫy rô giết có cảm giác nha. Phôi xoắn từ lóng thứ hai trở đi, xoắn nổi toàn thân. Nguyên zin nguyên bản ạ. Nguyên zin nguyên bản. Chiều dài 4m5 nha các anh. Và cái này ở 4m thì độ cứng nó khoảng tầm 3H nha. 3H và ở 4m5 thì nó khoảng tầm 2.5H. Đây, những cái này có độ dịu tốt, còn ra thẳng, không võng nhưng mà nó có độ dịu nha. Cho các anh vẫy rô giết, cá suối, cá mương. Cái này dòng cá suối tuyệt luôn nha các anh. Đi kèm nắp chụp và túi đựng đầy đủ. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 73g. Và cái này gốc của nó là 14 ly nha. Thu gọn là 55cm ạ. Và cần có mã số 2, giá cái này 850.000. Cần mã số 2 giá 850. Có chế độ zoom 4m và 4m5 nha. Cần còn mới 85-90%. Và tiếp theo mã số 3 là một cây cần Daiwa 3 chế độ zoom. 3 chế độ zoom, cây này đi kèm nắp chụp zin luôn nha các anh. Chụp zin luôn. Chiều dài cần 5m3, hàng Thái Lan xuất Nhật. Mã có tem vàng đầy đủ. Và gốc cây này là 22 ly nha. Gốc 22 ly. 3 chế độ zoom 4m4, 4m9 và 5m3. Ngọn cần ngọn 1.7 ly. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Nguyên zin nguyên bản. Này, phôi lóng từ lóng thứ hai trở đi đây. Xoắn nổi toàn thân luôn. Này, những cái này xoắn rất đẹp nha các anh. Phôi tốt. Này, đai qua ạ. Thu gọn của cần là 49cm. Gốc 22 ly. Này, nước sơn toàn thân đây. Và ở 4m4 thì độ cứng nó khoảng tầm 3.5H. 3.5H nha các anh. Ở 4m9 thì nó khoảng tầm 3H. Và ở cuối cùng là 5m3 thì độ cứng nó cũng tầm 3H ạ. Này. Cần ra cực kỳ thẳng nha. Cực thẳng và độ nảy cũng khá là tốt. Cái này độ nảy tốt ạ. Này. Không võng nha các anh. Không võng, các anh muốn xem chi tiết có thể các bạn Zalo với em và nhắn mã số nha. Các anh quên mã thì chụp màn hình lại giúp em ạ. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 124g. Cây này mã số 3, giá cần là 1.1.000. Cần mã số 3 giá 1.100.000 ạ.
đa qua 3 chế độ zoom nha, đi kèm nắp chụp zin luôn. Và tiếp theo những con máy. Con máy đầu tiên nha các anh là một con máy bè khoảng đa qua, con này dòng Coronet 7 nha. Toàn thông máy kim loại luôn. Hoạt động đây, mở ra xem. Thì những con máy này em đã test sơ qua nha, nên em sẽ test lên nha. Và hai chiều có tiếng kêu, hai chiều không có tiếng kêu. Mọi chức năng vẫn còn hoạt động tốt. Máy hãng Daiwa, mã số là số 1, giá 90.000. Máy mã số 1 nha các anh, giá là 90. Daiwa Seiko nha. Tiếp theo mã số 2 là một con Olympic ạ. Olympic con này đẹp nha các anh. Đây, toàn thân kim loại luôn, máy rất là chắc chắn, tay quay kim loại cực kỳ chắc chắn luôn. Dòng Hamid Vecno 4. Đây, quay cũng rất là nhẹ, có tiếng kêu, hai chiều có tiếng kêu và bật các tiếng kêu ở đây. Ba chức năng nha các anh, đây chế độ đây vẫn còn hoạt động tốt hết. Và mã số là số 2, giá con này là 90.000. Máy mã số 2 giá 90.000, hàng nội địa Nhật Bản, nước sơn còn 80-85%. Và tiếp theo mã số 3, nhà con này thì còn mới nha các anh, như là chưa qua sử dụng luôn. Dòng Quýt nha, Quýt toàn thân nước sơn màu đỏ đây, màu đỏ bạc nha. Tay quay kim loại chốt chặn một chiều đầy đủ. Này, con này thì nó bị gãy nha các anh, nó bị gãy nhưng mà mình vẫn bật bằng tay bình thường, vẫn bật được. Đây là hai chiều có tiếng kêu và cuối cùng là tắt tiếng kêu nha. Này, mình vẫn bật bình thường nha, không ảnh hưởng gì. Này, vẫn bật bình thường. Máy hoạt động tốt nha, mã số là số 3, giá 90.000. Máy mã số 3 giá 90. Tiếp theo mã số 4 là một con Shimano dòng Club Demi 20RL. Này, máy lớn nha các anh, lớn hơn những con bài đời lên một tí. Lớn hơn Shimano ạ. Một chiều có chốt chặn, nước sơn con này cũng còn đẹp. Này, là hai chiều đây. Tắt tiếng kêu. Mọi chức năng của máy còn hoạt động rất tốt luôn nha các anh. Shimano, mã số 4 giá 90. Máy mã số 4 giá 90.000. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một con Daiwa Seiko dòng Coronet 7 ạ. Này, tay quay máy, tay quay kim loại luôn. Và hoạt động đây. Hoạt động tốt, nhẹ mượt nha các anh. Chốt chặn đầy đủ. Này, mọi chức năng vẫn còn êm mượt luôn ạ. Và mã số là số 5, giá 90.000. Máy mã số 5 giá 90. Daiwa Seiko Coronet 7 nha. Máy câu bè, tay phải không đổi sang trái được. Này. Và tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một con Olympic dòng Midgate 150. Này, con này tay quay đôi, toàn thân kim loại, tay quay hơn kim loại luôn ạ. Này, đi kèm là dây cước, dây này tầm cước 3, cước 4 nha các, cước rất là to. Này. Nó bị hỏng cái hai chiều có tiếng kêu. Nó vì đầy cước quá là nó hơi nặng nha các. Nó hơi nặng. Máy tay quay đôi nha. Mã số là số 6, giá 120.000. Máy mã số 6 giá 120. Tiếp theo mã số 7 là một con máy Daiwa, Daiwa Coronet 2. Con này toàn thân hợp kim, máy lớn nha các, máy lớn. Này, nhưng mà vẫn là câu bè nha. Câu bè. Ngoại hình thì có đi theo 5 tháng. Tay quay kim loại luôn ạ. Một chiều chốt chặn, có tiếng kêu. Này, hai chiều có tiếng kêu và bật tắt tiếng kêu nha. Máy vẫn còn hoạt động rất là tốt. Mã số là số 7, giá con này 120. Máy mã số 7 giá 120.000. Và tiếp theo là mã số 8. Mã số 8. Này, con này hàng nội địa Nhật luôn nha các, made in Japan dòng Corosio No 50 nha. Này, tay quay đôi, toàn thân hợp kim. Đi kèm là dây dù ạ. Dây dù. Này, mời các xem hoạt động của máy. Này, máy vẫn còn hoạt động tốt nha. Và đây là nút hai chiều. Hai chiều có tiếng kêu đây. Và mình bật tắt tiếng kêu ở đây. Này, tiếng kêu nó sẽ nhỏ hơn. Này, nhỏ hơn nha. Nhỏ hơn. Và quay hai chiều thì nó sẽ không có tiếng kêu luôn. Mọi chức năng của máy vẫn còn hoạt động tốt ạ. Toàn thân hợp kim. Ngoại hình thì cũng còn tầm 80-85%. Mã số là số 8. Máy mã số 8 giá 120. Mã số 8 giá 120.000, hàng nội địa Nhật Bản. Và tiếp theo mã số 9.
Cái này của hãng Daiwa, dòng Coronet 100 ạ. Máy toàn thân hợp kim, tay quay kim loại, một chiều chốt chặn đầy đủ, máy hoạt động có tiếng kêu. Và đây là tắt tiếng kêu nha các. Và đây là nút vào hai chiều đây. Hai chiều có tiếng kêu nó bị hỏng nha. Mình chỉ dùng được một chiều chốt chặn và hai chiều đây thôi. Hai chiều không có tiếng kêu. Máy vẫn còn hoạt động tốt nha các. Câu bình thường. Daiwa Coronet ạ. Và mã số là số 9, giá con này 120. Máy mã số 9 nha, giá 120.000. Đối với những đơn máy bè nhỏ thì đơn trên 250.000 em sẽ bao ship nha các. Và tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một con Olympic ạ. Olympic Fighter 130. Con này câu xong được, máy chắc chắn, chạy còn khỏe nha, tay quay kim loại luôn. Đây là có tiếng kêu. Và đây là nút xả. Nút xả này thì các anh tự bật lại bằng tay nha. Và đây là nút tắt tiếng kêu. Xả hoạt động bình thường và mình bật lại bằng tay. Mã số là số 10, giá 150. Máy mã số 10 giá 150.000. Này, Olympic hàng Japan. Và tiếp theo là mã 11. Mã 11 là một con máy bè ạ. Một con máy bè của hãng Daiwa. Cái này dòng Chino Checker GS nha các. Toàn thân nước sơn màu đen còn sáng bóng luôn. Cái này thì cho các anh về đi câu và mình sưu tầm, mình trưng bày đẹp nha. Máy bè Daiwa Japan. Và hoạt động của nó là như này. Khi các anh siết chặt thì cái độ hãm khi quay ngược nó sẽ cao. Và các anh vặn lỏng ra. Này, vặn lỏng ra thì quay ngược nó nhẹ nha. Đây, nó chỉ như vậy thôi chứ nó không có chốt chặn nha các anh. Mình quay càng chắc vào thì nó sẽ càng nặng, nó sẽ thành chốt chặn. Này, máy thì chưa vào dầu mỡ nha, rồi nó quay hơi nặng một tí. Này, con này thì còn đẹp, các anh về trưng bày để sưu tầm, để trưng bày rất đẹp luôn. Và đây là nút xả nha. Máy thì vẫn còn hoạt động bình thường, chỉ là chưa vào dầu mỡ nha các anh. Chưa vào dầu mỡ thôi. Và mã số là số 11, giá 190.000. Máy mã 11 giá 190, ngoại hình tốt ạ. Tiếp theo mã 12. Này, con này đặc biệt nha. Cho các anh sưu tầm đây, trưng bày đẹp. Máy hãng Daiwa. Daiwa dòng Hunter GS Mini 7 Mini. Tay quay kim loại, tay quay đôi. Hoạt động cực kỳ mượt luôn. Và đây là nút xả. Canh quay thì nó sẽ tự bật lại nha. Có chốt chặn đầy đủ. Và đây là hai chiều, nút tắt tiếng kêu. Và có đồng hồ nha các anh, nhưng mà đồng hồ của nó thì cái nút mà ấn về số 0 nó bị hỏng nha. Anh nào biết bảo dưỡng mình về bảo dưỡng giùm em. Này, đồng hồ vẫn còn hoạt động bình thường. Và nó hỏng cái nút này thôi. Máy thì cũng còn đẹp ạ. Này, còn đẹp nha. Con này hàng Thái Lan xuất Nhật. Ngoại hình tốt. Trên 85-90%. Máy chạy 2 bạc đạn và cước 2 vào được 150, cước 3 100, cước 4 vào được 75m. Hãng Daiwa, mã số 12. Giá con này là 120.000, máy mã 12, giá 120. Để giá cho các anh về bảo dưỡng cái nút này nha. Tiếp theo mã 13 là một con máy Fly ạ, dòng Fuji Reel. Này, con này tay quay đôi luôn. Fuji Reel nha. Này, các anh xem. Mọi chức năng của máy vẫn còn hoạt động tốt. Này, đây là nút tắt tiếng kêu. Và đây là nút bật tiếng kêu. Có chốt chặn đầy đủ. Này, nút hai chiều. Máy Fly nha các anh. Máy Fly. Mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Bật tắt tiếng kêu đầy đủ. Và mã số là số 13, giá 220. Máy mã 13 giá 220.000. Tiếp theo là mã số 14. Này, con này lớn hơn nha các anh. Lớn hơn một tí. Dòng Fuji Reel nha. Fuji Reel nước sơn toàn thân màu đen luôn. Vẫn còn rất là sáng. Này, đi kèm dây cho các anh câu. Có tiếng kêu đây. Và đây là nút chốt chặn. Có chốt chặn nha. Này, và có cái chỗ cho các anh gài dây cước. Gài dây cước nha. Đây là tắt tiếng kêu.
Mọi chức năng máy hoạt động tốt, quay vẫn còn rất là êm mượt. Mã số là số 14 nha, giá con này là 220. Máy mã 14 giá 220. Tiếp theo mã 15 là một con máy đứng, một con máy đứng của hãng Silstar dòng Loncap EF35B, size thực máy là size 2000, size cho các anh cầu đơn cầu lưu nha. Một bên sóng lưỡi gà kêu to. Con này toàn thân carbon ạ. Gạt cước tốt, nhạy và con lăn cước vẫn còn sáng. Máy hàng Korea xuất Nhật. Korea xuất Nhật và con này cước 2 vào được 150, cước 3 90m và cước 4 vào được 70m nha. Ratio ghi sẵn là 4.3. Hoạt động rất là nhẹ luôn, tay quay các anh đổi trái phải đều được. Nước sơn toàn thân màu đen. Con này thì ngoại hình 85-90% trở lên. Hoạt động tốt, nhẹ mượt nha. Và mã số là số 15, giá 170. Máy mã số 15, giá 170.000. Tiếp theo mã 16 là một con máy đuôi chuột ạ. Đuôi chuột, con này thì của hãng Zeco nha các. Zeco, size thực máy là size 2000. Lưu đơn được nha, lưu đơn tốt luôn. Thân carbon, cối là cối kim loại. Tiếng lưỡi gà kêu to. Gà cước hoạt động tốt, nhạy. Và con lăng vẫn còn sáng. Cái này thì thông số nó có đi theo năm tháng nha các, nên nó hơi mờ một tí. Này, hơi mờ nha. Máy chạy một bạc đạn. Này, một bạc đạn, size thực 2000. Và một chiều, có chốt chặn đầy đủ. Hoạt động nhẹ mượt, quay không có tiếng kêu. Đường chuột đây vẫn còn hoạt động tốt nha. Và mã số là số 16, giá 220. Máy mã 16 giá 220.000. Và tiếp theo mã số 17 lại có về được một con Olympic dòng Spec V60 nha các anh. Con này thì ngoại hình tốt nha. Ngoại hình là 85-90%, máy hàng Japan ạ. Size thực của nó thì khoảng tầm 500-1000. 500-1000 các anh câu giải trí nha, mình để trưng bày sưu tầm. Và bản này thì một bên tay phải. Một bên tay phải. Máy hoạt động vẫn còn tốt, có chốt chặn đầy đủ. Và đây là nút 2 chiều. Mô bi sóng. Con này thì lưỡi gà không kêu. Gà cước của máy đây. Tốt chắc chắn nha các anh. Này, một bên tay phải nha, không đổi sang trái được ạ. Và mã số là số 17 giá 220. Máy mã số 17 giá 220. Ngoại hình tốt ạ. Tiếp theo là mã số 18. Mã 18 là một con Olympic dòng New Spec 80, size thực máy là size 1000 năm ạ. Cái này hàng Japan luôn, made in Japan. Thân hợp kim, cối là cối pha carbon nha các, cối pha. Này tiếng lưỡi gạt cho đầy đủ luôn, gạt cước tốt, nhạy. Và lăn cước của nó thì không có sứ như những dòng bây giờ nha các. Một bên tay phải không đổi sang trái được. Một chiều, có chốt chặn và máy hoạt động không có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Này, hoạt động không có tiếng kêu nha. Máy ngoại hình cũng còn 80-85%. Và mã số là số 18, giá con này 190.000. Máy mã số 18 giá 190. Màu xanh rêu ạ, không phải màu xanh dương nha các, xanh rêu. Máy Olympic Japan. Và tiếp theo là mã số 19. Mã 19 là một con Daiwa, Daiwa dòng Emblem. Emblem X2000IA. Con này cho các anh lưu đơn nha, lưu nhẹ tên luôn. Thân carbon, cối là cối kim loại. Máy hàng Japan. Máy biên sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ nha. Hàng bãi có xây xước theo năm tháng. Này. Cối của nó cối kim loại nha các anh. Và con này cước 2 vào được 150, cước 3 vào 100, cước 4 vào 70. Này, gà cước đây cực kỳ nhạy luôn. Và lăn cước vẫn còn sáng, còn xoay được. Màu biên sóng. Và này, mời anh xem hoạt động nha, hoạt động của máy. Tay quay kim loại gập gọn được. Con này thì một chiều có thắng ABS. Máy quay cực kỳ nhẹ luôn ạ. Nhưng mà tay quay của nó thiếu dầu nha, thiếu dầu thôi. Về xịt dầu vào là được.
vì để lâu không sử dụng nha. Và nút 2 chiều đây. Máy quay nhẹ mượt, hoạt động không có tiếng kêu, có thắng ABS. Con này lưu hết sảy luôn ạ. Daiwa Emblem 2000, mã số 18, mã số 19, giá con này là 470. Máy mã số 19 giá 470 ạ. Và tiếp theo là mã số 20. Mã 20 là một con Ryobi dòng Synod SS1000ZM. Size thực máy là size 2000, size cho các anh lưu nha. 1000 là tên máy thôi ạ. Tên máy này nó bằng với con Daiwa 2000 nha các anh. Không phải size máy 1000 đâu nha. Này, size 2000, con này hàng Japan ạ. Toàn thân carbon. Ratio là 5.2, ratio cao. Lưu rất tuyệt nha, máy chạy bạc đạn đầy đủ. Tiếng gửi gà kêu bén. Và con này cước 2 vào được 150, cước 3 vào 100. Và cước tốt, nhạy, lăn cước còn sáng đẹp. Tay quay độ trái phải đều được, nước sơn toàn thân màu đen nha. Và tay quay là tay quay kim loại đây. Một chiều, có chốt chặn, có tiếng kêu. Tay quay trái phải đều được. Và mã số máy là mã số 20, giá con này 350.000. Máy mã số 20 giá 350 ạ. Ryobi. Tiếp theo mã số 21, đây một con máy cổ nha, máy cổ của hãng Diamond, dòng Ranger Top này. Con này thì nước sơn cũng còn tương đối nha các anh, còn được 75-80%. Tay quay một bên tay phải, dạng siết nha. Các anh giữ chặt và các anh siết chặt vào như này thì máy nó sẽ quay tốt cho các anh. Màu biển sóng, con này thì lưỡi gà không kêu. Gà cước còn tốt, còn nhạy. Và lăn cước đây, sáng nha, còn xoay được. Và hoạt động của máy. Con này thì nó bị hỏng cái chốt chặn một chiều nha các anh. Anh nào biết bảo dưỡng thì mình về bảo dưỡng giúp em nha. Hay để giá tốt cho anh về bảo dưỡng. Hoặc là con này mình về mình để trưng bày đẹp nha các anh. Đây, máy cổ nha, một bên tay phải không đổi sang trái được. Diamond Ranger Top nha. Mã số 21 giá 150. Máy mã số 21 giá 150.000. Tiếp theo mã 22 là một con Olympic dòng Spec 150 ạ. Size thực máy là size 3-4 nhịp. Cho các anh cầu đơn ngâm lăng xê nha. Lăng xê tốt, hiệu quả. Hàng Japan. Thân hợp kim, cối là cối nhựa cối mũ. Tiếng lưỡi gà kêu to. Gà cước tốt, chắc chắn. Và con lăng vẫn còn sáng. Mọi chức năng hoạt động tốt ạ. Chốt chặn đầy đủ, tay quay kim loại nha. Một chiều có tiếng kêu. Và hai chiều của máy đây. Máy khỏe nha các anh. Máy khỏe, này sẽ thực tầm 4.000. Đem so với con máy 2.000 cho các anh xem nha. Đây, cái cối của nó gấp đôi luôn. Cối gấp đôi 4.000. Đánh lăng xê, đánh sông hồ thoải mái. Mã số 22 giá 390. Máy mã 22 giá 390. Tiếp theo mã số 23 là một con máy Shimano dòng Dust 20 ạ. Dust 20 và size thực máy là size 4.000. Cái này cũng hàng Japan, thân hợp kim, cối là cối carbon. Tiếng lưỡi gà kêu to nha các anh. Mobile là mobile sóng rồi. Gà cước nhạy chắc chắn, lăng cước còn sáng. Con lăng này thì nó thiết kế không xoay nha. Không phải nó bị hỏng này, thiết kế không xoay. Size thực 4.000. Một chiều có chốt chặn và có tiếng kêu. Và hai chiều máy đây. Này, cá sông cá hồ thoải mái nha các anh. Mã số là số 23 giá 350. Máy mã 23 giá 350. Tiếp theo mã 24 nha. Mã 24 là một con Alpha Tacker dòng MX501. Sao thực máy là size 4-5.000 ạ. Hàng này hàng China xuất Nhật. Thân carbon, cối nhựa có mũ. Mùi bị sóng, lưỡi gà có kêu nha các anh. Và gà cước đây vẫn còn nhạy, còn chắc chắn. Con lăng cước của máy còn sáng, còn xoay được nha. Xoay thực 4-5.000 ạ. Máy hãng Alpha Tacker. Máy chạy một bạc đạn Alpha Tacker ạ. Và con này cước 4 vào được 250, cước 5 vào được 200m. Một chiều có chốt chặn. Máy hoạt động nhẹ nha các anh, không có tiếng kêu. Là hai chiều đây. Này, vẫn còn hoạt động tốt nha. Quay nhẹ mượt, mã số là số 24 giá 220. Máy mã 24 giá 220. Ratio ghi sẵn là 4.5.
Và tiếp theo là mã số 25 là một con Olympic dòng Let's Go 300VO nha các anh. Size thực máy là size 4 đến 5 nghìn. Con này size lớn, size tầm 5 nghìn nha, 5 nghìn. Máy hàng Japan, toàn thân hợp kim luôn. Con này thì cực kỳ khỏe nha các anh. Rất khỏe, màu bên sóng lưỡi ra không kêu. Gạt cước này. Gạt cước của nó thì hơi khô dầu nha. Hơi khô dầu. Này. Còn con lăn cước thì vẫn còn sáng. Xoay thực 4 đến 5 nghìn ạ. Tay quay đổi trái phải được. Tay quay kim loại luôn nha các anh. Mời các anh xem hoạt động đây. Rất nhẹ nha. Và hai chiều của máy đây. Cái này thì cước 4 vào được 310, cước 5 vào được 275 và cước 6 của máy vào được 220. Ratio ghi sẵn là 4.7, ratio cũng tương đối cao. Và mã số là số 25, giá 320. Máy mã 25, giá 320.000. Và tiếp theo mã 26. Mã 26 là một con Aran SA 6000 nha các anh. 6000 là tên máy, còn size thực máy thì size tầm 5000 thôi. 5000 nha, máy chạy bạc đạn đầy đủ. Ratio thì nó mờ theo năm tháng nha các anh. Con này size thực tầm 5000, cước 5 vào được 220, cước 6 vào được 170, cước 8 vào được 110. Hàng China xuất Nhật, thân carbon, cối là cối kim loại nha, cối kim loại. Màu bên sóng lưỡi gà kêu đầy đủ, gà cước tốt nhạy. Và con lăn thì nó có bị muối ăn theo năm tháng nha. Các anh về bảo dưỡng, vệ sinh, lấy giấy nhám mình mài nha. Một chiều đây, thắng hai bếp. Một chiều có thắng hai bếp. Và hai chiều máy đây. Quay nhẹ hoạt động tốt, tay quay trái phải đều được. Mã số 26 giá 220. Máy mã số 26 giá 220.000. Máy đứng nha các anh. Máy xài thực 5.000 nha. Tiếp theo là mã số 27 là một con Shimano. Shimano dòng Mix Z ạ. Xài thực máy là size 6.000. Cho các anh đánh lục, cầu biển đều được. Hàng Japan, toàn thân hợp kim ạ. Một pin sóng lưỡi gà kêu. Gà cước tốt nhạy, lăn cước còn rất là sáng luôn. Con lăn này còn hoạt động tốt nha các anh. Và cước 3 vào được 400, cước 4 325, cước 5 235m. Ratio gây sẵn là 3.8. Này, đánh lục tuyệt nha các anh. Có chốt chặn đầy đủ. Size thực size 6.000. Một chiều hai chiều hoạt động tốt, êm mượt ạ. Và mã số là số 27, giá 300. Máy mã 27 giá 300 nha. Nước sơn có đi theo 5 tháng. Và tiếp theo là mã số 28. Mã 28 là một con Olympic dòng Golden Spec nha các anh. Con này size thực size tầm 5 đến 6 nghìn. Máy khỏe nha, cực kỳ khỏe luôn. Và nước sơn thì còn được khoảng tầm 75-80%. Hàng Japan, toàn thân hợp kim, tay quay kim loại. Một bên sóng, tiếng lưỡi gà kêu to nha các anh. Và gà cước đây, tốt chắc chắn. Lăn cước vẫn còn sáng ạ. Con này size thực tầm 5 nghìn nha. Máy chạy hai bạc đạn, cổ kim loại luôn, rất là chắc chắn. Và hoạt động đây, mời các anh xem. Quay rất nhẹ nha, một chiều có tiếng kêu. Máy hoạt động tốt, khỏe ạ. Tay quay đều đổi trái phải được. Và hai chiều của máy đây. Tay quay kim loại luôn nha, rất chắc chắn. Và mã số là số 28, giá 520. Máy mã 28, giá 520. Và tiếp theo là mã số 29. 29 là một con Daiwa dòng Tournament ạ. EX800. Và size thực của máy, size thực khoảng tầm là 4.000. Con này tầm 3-4.000 nha. Hàng Japan, made in Japan. Toàn thân thân carbon, cối là cối kim loại. Và thông số cước, cước 4 vào được 150, cước 3 vào được 120m. Tầm 3.000 nha các anh. 3.000. Màu biên sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ. Gà cước tốt, nhạy. Và con lăn cước đây sáng nha, còn xoay được. Daiwa Tournament. Và máy nha chạy 6 bạc đạn nha các anh. 6 bạc đạn và ratio ghi sẵn là 5.1. Này, ratio cao 5.1 ạ. Tay quay đổi trái phải được. Một chiều có chốt chặn có tiếng kêu. Này, tay quay gập được nha. Và hai chiều của máy đây ạ. Daiwa Tournament, size thực 3.000 ạ. Các anh lưu lóc lưu chỉnh được nha.
dù tốt. Mã số 29 giá là 700. Mã 29 giá 700, hàng Japan ạ. Và tiếp theo là mã số 30 là một con Ryobi dòng RX30 ạ. RX30 và size thực máy là size 6000. Con này các anh đánh lục tốt nha, đánh lục tốt, ngoại hình máy còn đẹp đây. Này đánh lục câu biển, câu săn hàng. Size thực 6000 và cước 5 vào được 320, cước 6 vào được 260 và cước 7 vào được 220m. Ratio ghi sẵn là 4.4. Tay quay kim loại nha các anh. Tay quay vẫn còn rất là sáng luôn. Con này ngoại hình tốt, 85-90% nha. Ryobi RX30, máy chạy bạc đạn. Máy chạy bạc đạn đầy đủ. Này, tiếng lưỡi gà kêu to nha. Cối vẫn còn rất là sáng và có một cái thanh chặn cước Ryobi luôn. Này mở ra xem. Gà cước đây. Tốt, nhạy và con lăng vẫn còn rất là sáng, còn xoay được. Con này ngoại hình tốt nha, 85-90%. Máy có chốt chặn, một chiều có tiếng kêu. Tay quay trái phải đều được ạ. Và hai chiều. Này, tình trạng có khô dầu nha các anh. Có khô dầu. Này, thêm dầu thêm mỡ là được. Mã số 30 nha, giá là 650.000. Máy mã số 30, giá 650 ạ. Và tiếp theo mã số 31 là một con máy ngang tay phải của hãng Seastar. Con này dòng GV40. GV40 nha. Máy lớn, câu sông, câu biển. Không lua được ạ. Không lua nha. Con này thì có ratio là 4.1. Máy chạy bạc đạn đầy đủ. Có đi kèm dây dù BE. Đầy cuộn luôn. Ở đây cũng gần 100m nha các anh. Tầm đấy. Dây BE. Dây này tầm dây 2, dây 3 nha. Dây cũng lớn. Đăng chi cước vẫn còn sáng. Hàng Kore xuất nhật ạ. Máy hãng Seastar nha. Ngoại hình thì cũng còn 80-85%. Tay quay kim loại, dày dặn chắc chắn. Và những cán gỗ. Cán gỗ nha, một chiều đây. Có chốt chặn đầy đủ. Và đây là nút tắt tiếng kêu. Tắt tiếng kêu. Này, bật tiếng kêu. Và đây là nút xạ của máy nha. Vẫn còn hoạt động tốt. Khi các anh xoay thì nó sẽ tự bật lại. Tự bật lại. Mọi chức năng còn hoạt động tốt nha. Con này mình về đi câu được. Đi kèm dây dù BE. Và mã số cuối cùng, mã 31, giá là 300.000. Máy mã số 31 giá 300 ạ. À, em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nha. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh ạ. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của kênh em. Chào tạm biệt các anh.